Đi vớt bánh tét sao bay? Nãy giờ ăn cà na chưa? Ăn chua, hồi nãy nói thôi. Cà na rồi hả? Cà na nhà ở đâu Linh? Cái vườn. Ừ. Rồi cho cái gì đi vớt bánh tét. Rồi, dỡ nắp ra để lên cái thùng bên đây. Cầm cái cây đó đó. Cái nồi lao, cái nồi nhắc không bắt tiêu không biết. Chín rồi. Nãy giờ cắt thử rồi đó. Xích vô, để nó xích vô. Cầm cái quay thôi nóng nha. Đó giờ có nấu nồi bánh tét gì chưa? Nóng không? Mì quá. Đây dựng như này chứ đừng có để cho bẹp xuất. Bẹp nó có đè thì bánh nó dựng hơn giả luôn rồi trời. Không có tại mấy cái đó hết hết nhân hay gì không? Hết nhân cái gì làm bánh đó hả? Bánh đó bánh cấp. Bánh cấp phải mì. Vậy nãy anh đoán đúng nha. Không có về sớm mà đoán đúng. Lấy cái cây á giúp. Quay rồi. Bánh cắp tại vì nó xì luôn. Nóng đi. Cây củi rồi dứt. Đã luôn rồi. Anh nói giờ có nấu nồi bánh bự gì chưa? Có đám tại vì ta nấu. Vì ta có bánh đó. Vậy là một cái này không đủ rồi. Đấy, một cặp dây nó luôn. Nè, phải mình đi mấy chuyến rồi sao bây? Vừa tới luôn. Vừa tới hả? Dạ, bánh gì vậy? Bánh cắp nhân chuối hả? Nhân chuối. Dạ hết trơn rồi. Ở lại đây ăn cơm chiều mới về chứ đâu mà dễ thì về. Để bánh về cúng luôn. Dạ luôn, tôi tới đây. Nó xì cái bánh cắp nó dính qua, xì bánh cắp dính qua, cái bánh tét không có xì. Không hết luôn ha. Nó vô bên trái nữa rồi. Một chiếc nữa. Nói với bà nọ, cô ba mốt ai chết như tuổi rồi có nhiêu đồng bánh. Chết 50 gói 50. 50 không đủ. Chị ơi, trời em kêu nữa lên ăn cơm này sao? Cơm mới về, có còn cãi không? Mưa tới ông ơi. Bởi vậy nó nói là không có được về. Mưa này cũng không có nữa. Mưa liền. Sao không lấy cái cây nè, em nãy không có cái cây đâu rồi. Không có cột hoài sao dứt. Có cây cột hết không? Vậy có mưa hả? Dạ trời này. Ngồi đi chiến đi. Chiến ngựa đi. Chiến này chiến ngựa đúng không? Rồi, đi chiến. Đi. Dở quá, hai chiến này dở quá. Mưa tới luôn. Rồi đi buộc người. Tao tắt rồi. Cái nào có cột với mấy nữa. Rồi, cầm luôn ra mấy lại. Nó dính ba dầu á. Hồi nhỏ tới giờ anh Sập có nhớ cái cảnh này không? Cái cảnh là bánh nấu rồi máng lên gì không? Có, không có vỗ được máng hoài. Cái vỗ chứ có bánh gì Sập? Có, buổi trưa chưa có vỗ là nào mà mới có bị bằng đầu không? Nhà đến nhà không có thờ ông bà, cúng ông bà nào khác không? Mua đi chợ đi nè. Mua hả? Mua vậy cũng thẳng cho không có gói ha. Đây nè, cái nhân đó mình bán bên đây nè chợ. Mẹ mang một xào qua hai xào mẹ. Bán lộn xộn lại. Cũng mỡ quá, cũng dầu ăn quá. Dầu. Còn quay lại mang lên, con số bánh chiều cột. Hay gấp quá. Ôi, là bánh chua. Đã. Thơm quá. Trời ơi. Rồi cái hủ tiếu xào làm sao hả? Ủa, em nêm đi. Tiếp một cái nữa. Cái này người ta đồn chút lúc này. Một xương người chết có không chú ba? Rồi chiến thứ hai. Còn cũng sọt nữa à. Cũng sọt nữa à. Cái này là nhân chuối nè. Nhưng bó bằng dây này nhân chuối. Cái này cột rồi. Ừ, đó, có quay đó nó bỏ vô. Thứ hai. Rồi xách lên. Vô. Chuyện xe đó. Có xe không? Xe chờ xíu. Bánh tét sau hơn 4 giờ hả mẹ? Hơn 4 giờ nấu. Chín rồi. Đâu?
thấy bạn nào dọn ăn đâu, mình dọn đó. Mình sập biết dọn không? Đâu đâu. Bắt đầu mình lấy chén đi sập. Lấy 10 cái chén, 10 đôi đũa. Mình tập làm ghế nha. Bây giờ là tập làm nên tập làm ghế đó, mai mốt qua nhà gái biết làm nha. Mới bắt đầu lên đây rồi bắt đầu huấn luyện cho làm ghế. Đó chân lật bể cái là hết làm ghế luôn đó. 10 cái. 10 cái 10 đôi đũa. Cái chừng lật ngay sập. Đủ 10 cái chưa? Chết mù quên sập không biết đếm nữa chứ sao. Biết không? Rồi biết mà. Trời ơi, sập chuẩn bị có vợ mà sao không được. Đó, rồi lên để đây. Để coi. Chưa, để coi mình sập làm đúng không cái đã. Rồi tấn lát tới bưng sau. Nè nè đây, bằng này. Rồi chia chén ra chia đều cho các bạn à. Nếu mình bưng cao vậy đó mình phải biết cái thế bưng chứ không là nó gớt cái bập cái là hết làm ghế luôn đó. Qua nhà gái nó đủ vậy luôn. Nó phải kỹ có được thôi gớt bể là bên nhà gái người ta không chịu mình chết luôn á. Đủ chưa? Đủ chén không? Ok 2 4 2 4 6 8 10. Hay chứ ta, 10 cái luôn. Ở mình sập hay thiệt. Đúng 10 cái à nghe. Rồi mình cái vấn đề đúng là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình phải thẩm mỹ nữa nè. Mình chia cho đều ra. Chia chén cho đều ra, đũa đều ra. Đó, chỗ cái dày chỗ thưa nó không đẹp. Chưa để chia đũa ra đi. Rồi chia đũa ra đi. Rồi anh vô anh bưng đồ ăn ra nghe. Bưng đi. Rồi cái chảo hủ tiếu hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Đó, gắt tiêu lên cái nữa là bưng ra hấp dẫn. Nhìn thấy ngon quá ha, biết ăn ngon mà. Chắc là ngon ha. Nếu mà ngon thì ăn thích ngon. Đó, bắt đầu còn canh chua hấp dẫn không? Chân chay chứ ngon lắm à. Ngon lắm à. Nên mình sợ ăn thử rồi ngon lắm. Gì con? Sao vậy? Rồi đi qua đây con, đi qua đi. Dạ mà hai dạ cầu sập đi. Câu rồi. Được rồi. Chị Tường gẹo con. Sao hả chị Tường gẹo con gì là câu hai biểu ơi. Mày con hai biểu ơi. Lên đây. Lên đây. Hết điện thoại rồi. Chị Tường gẹo con gì đó. Kìa ông ngoại, là ông ngoại đi. Tô để bên bên ha. Hai tô để hai bên, tô này anh bưng cho. Ớt hả? Bỏ ớt lên hả? Nếu mà một cái món mà hai dĩa á thì một bàn mình để bên cái. Còn nếu mà cái bàn mà có một món một á thì mình để bên giữa. Mà thường thường thì nhà anh làm thì bàn hai cái hai món gì đó. Nhưng chị dọn chưa xong, để mấy món kia xong bưng lên nữa. Còn món gì nữa không Linh? Rồi bây giờ mình xuống mình gót nước tương chấm lên nè, nước chấm lên. Ấy nước chấm đi cho bưng lên lên. Chiên xong rồi, mình xuống bưng lên nè. Rồi có bị tụt ký không? Có đụng gì không? Tụt ký xuống hay không? Tụt xuống còn. Không, không này vẫn xuống ký. Không nhìn này tại sao mấy ký sâu? Tụt ký rồi thấy chưa? Hôm nay về dưới tụt ký liền. Tụt ký à? Ừ. Vô bán tạ rồi. Bán tạ. Tụt ký rồi sao vô tạ bán? Lên đi nung lại đang vô tạ mới bán rồi đầy sao? Nguyên bán trời trong này, ai mua đây nữa? Có ai mua không? Có ai mua mình sợ không? Chắc bây giờ cái gì thì đủ lành không? Bởi vậy sợ ra bớt rồi, chị hai chứ mua nữa. Sợ ra bớt rồi để đâu? Để tủ Út hả? Mấy này đấy để tủ Út hả? Mâm cúng mà cái ngày thiên thường cái gì thiên thường buổi chiều trên đây là bàn thờ ông bà nội ông bà ngoại, bên đây bàn thờ cô Quyền. Bạn ăn dọn ra còn đang chờ nước chấm nè, chấm nước đá này kia rồi mới được xong. Kim tháp nhiệm vụ thì Kim ơi Kim đâu hả? Rồi mời cả nhà mình ra ăn cơm. Ăn cơm mình sợ ai?
Đi đi, ăn cơm. Con mời chú Hậu, chú Hậu. Ăn cơm chú. Rồi mời mấy thím, à, mấy bà mẹ mời kìa hả? Dạ anh Chính đây. Dạ sợ bay. Bằng đẹp quá. Nhà có cha với Úc Linh cũng trồng hoa kiển nhiều. Đây là bàn thờ thông thiên. Vô đi bố. Còn chỗ bà nè. Rồi mời mấy bà dùng. Mời mấy cô. Dạ. Thử coi ngon không? Rất là canh ngon. Chua, bữa cơm đạm bạc mà rất là ngon. Đây, hủ tiếu xào, dưa cải, cái gì tàu cây chiên hả? Canh chua, giấm đậu, có đậu. Ủa đâu phải cái này? Không có sườn non chiên. Sườn non chiên hả? Dạ, sườn non. Này, trên nữa con vô làm nước đá quên nữa. Con ấy nước nóng. Trời mưa nữa rồi, mà nhờ trời mưa dễ mát. Ngày mưa chủ sáng gái đi cũng chính làm á. Bắt mày luôn. Rồi mời mọi người dùng đi. Ăn đi sọp, ăn tự nhiên đi. Mình sọp hồi sáng mới lên mắc cỡ quá vậy. Hồi chưa lên mắc cỡ không chịu ăn luôn. Rồi đi kêu ăn hai ba lần không ăn. Giờ quen rồi ha. Chứ giờ quen rồi. Dạ hơi quen mà đói bụng rồi. Hơi quen mà đói rồi hả? Tại hổng đi làm từ thiện mà vô mấy cái đám người ta mời ăn cũng không dám ăn vậy đó. Không ăn. Không qua tới à. Đi ra hả? Vô luôn chính đây. Đi nó quá nhẹ thôi, nó lâu quá. Nhà mà bỏ quý lên mà. Rồi chính ngồi kế cha con luôn đi. Cần dùng nó đi trước. Lấy y như cái ten mà bằng tre mà phan cái chốt ngang tầm quay đó. Thì rút cái ống nó ra thì nó bồng sang như vậy đó. Một tới bảy lỗ vậy. Ngon sập. Dữ vậy đó hả? Ngon. Được. Được. Trời đi vừa khi chạy. Chạy không quen rồi phải không? Nó chụp ngang mấy cái lỗ đó đấy. Rồi vậy nha, nó lượm. Thì đó giờ ăn chạy à. Mình ngồi ngồi vậy thôi. Chứ giờ đi thì mình ngồi thì mình sợ vậy đó. Đi không rồi, hơi kiểu. Có gì ở đây không đòi hỏi. Anh Hoàng với mấy lỗ. Bảy lỗ. Cái này hấp gì Linh? Hấp hộp vịt chay. Cái này là gì? Là món kho hộp vịt đó. Này, cái này là chả bó, con ao chung với hộp vịt. Hấp cái này đây phải không? Đúng rồi. Dĩ nhiên nhí. Ô đô hiền mũi. Ô đô hiền mũi ơi. Kìa mất cỡ dữ ta. Thì á, đây là bánh tét sau khi nấu xong. Đem mình treo đây. Đây là bánh tét. Bắt đền, cái gì bắt đền này, bắt đền 2 kg. Bây giờ chị bắt đền em là 2 kg, em làm tuột 2 kg chị bắt đền kìa. Thì sao đền được không? Đền 2 kg của em á, em bị tuột 2 kg. Giờ chị bắt đền. Đó là giờ phải làm sao lại 61 kg như hổm. Đúng không? Hả? Không thôi chị đền kìa. Giờ đứng đâu mà sao con mực nữa. Con mực gì mà sợ thèm cái kia nữa quá. Sao mà. Sao mà có cái ngày nướng này có con mực nữa rồi ạ? Sao mà sợ ăn hả? Sạp ăn, lên ký lại. Còn mực mà lên ký vậy ăn cho ngon thôi chứ. Ờ, ăn cho cái này kia từ nhiều thứ ngon thì nó sẽ có đủ chất. Lên ký chứ. Lên ký rồi là nhậu nó vậy. Nhậu không sạp? Nhậu không? Có hồng lâm bia kìa. Có con mực có bia nữa nè, sao không? Bỏ không nha. Xài dụ chứ vậy. Biết, mình lên mình rủ nhậu không bao giờ dám nhậu. Mình kha bệnh trong tủ lạnh có bia cũng rủ nhậu không dám nhậu. Không dám. Thôi không nhậu đâu, nhậu cũng chợp thèm tôi biết. Tắm xong mặc quần cục cho nó ngủ khoảng. Quên bỏ nhà rồi. Rồi, lấy đi rồi lại ăn con mực với này nè. Trứng gà nước. Ăn nè, không ăn là tới công chuyện chị đó. Không ăn nó bắt đền 2 kg đó sao mà đền được. Sao mà quá thì có thể.
chứ nhậu mà không ăn nhậu. Mới lấy chưa tính ăn. Ừ, ăn đi ăn đi, không ăn là chị bắt đầu 2 kg tiêu luôn á. Tiêu à, nín mật đây ngày nướng nè, ăn đi vô. Cái nhà nướng nè, tự nhiên nay mua chiếc nhà nướng ăn vậy. Sao sao nay mua chiếc nhà nướng ăn? Thấy mấy anh em ăn cơm sớm mua cho anh Thiên. Sao mua sơn hào hả vậy mà mua chiếc nhà nướng? Mua bộ ngư dây cá gì đó. Có giờ sao có ăn bộ ngư dây cá chưa? Học ra ăn gọi luôn mày. Học ra ăn gọi hả? Nướng. Ừ. Vừa ra bán dưới chợ. Ừ. Ở dưới có bán không? Có. Ăn chưa lắm. Còn đi 2, 4, 6, 7 trứng. Còn ăn à? Ừ, ăn. Ngoan ha. Ừ. Đây, dứt. Ngon không? Ngon. À, ăn, ăn chấm nước nước tương ớt không? Không mà chấm tương ớt em có không? Nhà có tương ớt mà không? Ăn ngay chú lắm. Ừ, đang ăn nè. Em có tương ớt không? Cho sợp chấm cái cho đã. Ừ, nó kìa, nó. Không có con trời luôn. Không? Có. Vì là chưa nói mà lại đem đi xớt ra là không hay. Ừ. Để đi. Nào đi, ăn không ai đi. Chị mới nhớ rồi. Chào về lâu. Bây giờ đang có tính bạn cái công tác đi thiện nguyện Gia Lai nữa, cho nên nói chuyện hơi lâu. Ở đâu? Gia Lai chiều ghé quán phê đợi nó ra nữa. Rồi, nó ra. Sài Gòn mới về. Rồi đi đi làm từ thiện xa đi không? Đi. Gia Lai rồi đó. Đi đâu? Mình đi đâu tới đó? Ừ. Đi chơi quá. Đều chưa đi, còn có lối mùng tháng 12 á, dương lịch mới đi, đang bị hụt thiếu kinh phí, thiếu quỹ. Ngon mà. Để tới đó lại có nữa không? Ngồi ha, cho mình sạp theo bưng gạo dữ lắm à. Vâng. À, tính gỗ chèn đi Nam nè, chú biết. Ừ. Tiền đi hỗ trợ cho vui. Chứ này kế hoạch là anh với anh Tính đi không đó. Tại làm của nó, quỷ của anh Tính nó bỏ ra. Tính nở sáng mình uống về sáng quá. Cái người nãy đó. Ừ. Cậu qua ra ngoài mua mẹ chở đâu hết. Ừ, mua ngoài chứ sao chở. Chở đâu hết, chở lên xe chở thịt cứng đâu ngồi. Ừ, đâu được, ô tô 4 chỗ sao chở gạo được. Ăn thử cái trứng ơi. Ăn đi. Ăn chú đến. Ăn. Bả mà ép bà ép. Ép quá à. Ép ăn chứ bộ ép mận sao sợ. Phải khi mà ép em làm rồi anh lấy tiền á thì không được, phải không? Còn ép ăn mà. Còn có ép em làm thì cũng em lấy tiền hả? Chứ anh đâu lấy. Biết chị sao mà em biết chị sao mà nay mua này cho em ăn không? Chưa ký. Không khấy. Ngày nay thấy em ăn chay á. Ừ. Sợ em ăn không nổi. Giờ ăn này lại cho nó. Ừ. Nó bù lại. Ăn chay không, không? Ăn chay được không? Được. Mời, mời có nhiều món lắm. Nhiều món. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ừ. Hai anh em mình nhắm hết này nói không? À biết. Gắn hết nha. Em 4 trứng anh 3 trứng. Ông ơi 4 trứng, 3 trứng có 2 trứng rồi. Vậy 7 trứng luôn mà, em 4 trứng anh 3 trứng. 3 trứng à. Thôi 4 đi. Ờ. Rồi. Ờ. Em không đủ người qua đền ký chứ à. Qua đền. Ừ. Trời sao bù vô được. Đợt ăn được ha, mà không chịu ăn. Ép mà ăn. Ép. Ép ăn được 4 trứng luôn không? Còn cái dĩa khô mực này thôi làm cho hết nha. Chúng chia. Ừ, chia. Ừ. Chia, rồi. Chia, chia, chia hết vậy.
Để đâu đây? Hết đi. Bỏ thì kiến ở dưới có mua con mực vàng không? Có, mua 50 ngàn có mấy con. 50 ngàn mấy con hả? Mua có thì... có thì la lớn dữ không? Mua ở dưới chợ. 50 ngàn mấy con phải không? Bán gàm á. Bán vừa ta căng, bán căng nữa. Con mực nó mắc chứ sao? Mực nó mắc chứ sao? Tại vì người ta kiếm được con mực rất là khó mà ta phơi lại nó nhót cái nữa. Cho nên là ta bán mắc lắm, cho người bán mắc lắm. Nói luôn à, tiếng không? Em đi. Nhà anh để chút xíu là cái bu liền à. Hồi nãy là chị để trên cái dĩa là chị chân nước luôn đó, chứ không chân nước là mình hết ăn luôn. Rồi ha. Về trước không? Uống đá lạnh cũng cũng ngon lành thôi, phải không? Ăn chế chớ thôi. Bỏ tiết kiến. Ăn vậy là khó nhậu, thấy người khỏe không? Khỏe, không bị mệt. Chỉnh vô mệt lắm mà ảnh hưởng sức khỏe, mà ảnh hưởng não, ảnh hưởng gan, ảnh hưởng tâm lum cứ la. Mau nhậu thường vô, mau đi giấy lắm. Biết đấy không? Đi đấy. Biết. Ừ. Cho nên là nhậu không tốt. Ăn đi. Uống nước đá lạnh. Cũng ngon lạnh. Ngon. Ừ. Cái này ấm trường lớn ngon. Ừ. Ấm trường lớn ngon phải không? Ừ. Chín xu rồi. Nó chín xu. Gắn cho hết nha. Ừ. Chia ra. Ăn rồi. Hết luôn. Hết rồi. Kết quả là hai anh em đã giải quyết xong vấn đề. Ngon ha. Ngon. Dần xong cái ngủ. Vô coffee siêu ngủ ha. Ừ. Có coffee không? Có. Ừ. Ăn hết đi. Đủ rồi. Ừ. Gì hả? Chơi trò 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 gì ghê hả? Không biết rồi.